Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân tại dự án đường sắt đô thị tuyến số 3, đoạn Nhổn Ga Hà Nội, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và cán bộ, công nhân viên nhà máy nước sạch Yên Phụ thuộc công ty nước sạch Hà Nội. Tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội dài 12,5 km. Hiện dự án đã đạt tiến độ tổng thể hơn 77%, trong đó đoạn trên cao Nhổn Kim Mã đã đạt 99,7%. Dự kiến vận hành vào tháng 6 năm 2024. Với đoạn ngầm hiện đạt tiến độ khoảng 40%. Hiện trên công trường, toàn dự án có khoảng 40 chuyên gia nước ngoài, 100 cán bộ tư vấn giám sát và khoảng 700 đến 800 công nhân đang làm việc. Thủ tướng hoan nghênh các nhà thầu đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của dự án với Hà Nội cũng như hiện trạng dự án, từ đó xác định rõ trách nhiệm, tăng cường nhân lực, máy móc để thi công xuyên Tết. Thủ tướng cho biết dự án đã kéo dài, do đó chính phủ rất quan tâm vấn đề đẩy nhanh tiến độ, không thể tiếp tục kéo dài, bởi càng kéo dài thì càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp. Thăm, tặng quà chúc Tết, động viên các tổ công nhân vệ sinh môi trường của công ty môi trường đô thị Hà Nội, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể gần 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã không quản mưa rét hay nắng nóng, bền bỉ làm việc cho thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân cần phải tham gia và vào cuộc trong vấn đề này. Mong Hà Nội và công ty môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống của người lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ, các giải pháp mới trong công việc. Cũng phải thấu hiểu những cái người mà khi mình được nghỉ ngơi thì người ta lại phải ra ngoài đường, lại phải đi dọn dẹp, lại phải thu gom, lại phải đi làm những cái công việc mà nói như là một chiến sĩ thầm lặng trên cái mặt trận, là bảo vệ môi trường. Dạ vâng. Và giữ cho thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Dạ vâng. Đó. Dạ vâng. Đấy, tức là rất mong có sự cộng tác của mọi người dân. Dạ vâng. Để cho anh chị em mình đỡ vất vả hơn. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi chúc Tết, tặng quà động viên người lao động tại nhà máy nước Yên Phụ thuộc công ty nước sạch Hà Nội. Thủ tướng đánh giá cao công ty đã triển khai đồng bộ, bảo đảm tất cả các hoạt động bình thường dịp Tết, vận hành mạng lưới cấp nước, lưu thông phân phối, bố trí phương tiện, thiết bị, xe tét cấp nước 24/24 giờ để xử lý kịp thời các sự cố, không để cho khu vực nào mất nước, thiếu nước trong dịp Tết. Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, áp dụng công nghệ nâng cao chất lượng nước, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động.